Câu lạc bộ quần vợt toàn Anh, đơn vị tổ chức Wimbledon đã thông báo cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự do căng thẳng tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine. Lệnh cấm bởi nhiều tay vợt phản đối, trong đó bao gồm số 1 thế giới Novak Djokovic. Cả ba tổ chức lớn nhất là banh Mỹ là ATP, WTA và ITF cùng kêu gọi Wimbledon thay đổi quyết định của mình. Tại cuộc họp diễn ra tại Madrid, ba tổ chức này bỏ ngỏ khả năng không tính điểm Grand Slam mùa sân cỏ này. Cựu tay vợt Tim Hamman, thành viên ban tổ chức Wimbledon xác nhận thông tin ATP và WTA họp bàn cách phản ứng với lệnh cấm của câu lạc bộ quần vợt toàn Anh. Họ có thể sẽ không tính điểm cho Wimbledon để biến giải đấu trở thành một giải đấu biểu diễn, nhưng chưa có gì được xác nhận vào lúc này. Được biết, câu lạc bộ quần vợt toàn Anh có thể thay đổi quyết định tùy thuộc vào diễn biến ở Ukraine trước khi Wimbledon diễn ra vào ngày 27 tháng 6. Trận so găng lịch sử giữa Tyson Fury và Dillian Whyte đã diễn ra với chiến thắng knockout đầy thuyết phục dành cho Tyson Fury. Fury chỉ mất 6 hiệp để hạ đo ván đồng hương trong trận bảo vệ đao WBC hạng nặng và The Ring. Trên Talk Sport, huyền thoại boxing Vladimir Klitschko đã gửi lời chúc mừng tới Tyson Fury. Thậm chí tiến sĩ búa thép còn ấp mơ khả năng trở lại nếu như tình hình chiến sự tại quê nhà Ukraine tạm thời lắng xuống. Tôi rất vui vì Tyson Fury giành chiến thắng. Tôi không muốn hứa hẹn bất kỳ điều gì to tát, nhưng nếu cuộc chiến tại Ukraine sẽ sớm kết thúc và bản thân có phong độ tốt, ai biết được, tôi có thể phá vỡ kỷ lục của George Foreman. Dù đang nhận được rất nhiều sự ca ngợi sau màn bảo vệ đao thành công, nhưng theo truyền thông Anh, Tyson Fury đã sẵn sàng công bố giải nghệ vào cuối năm nay. Mới đây, ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố lịch trình thi đấu các bộ môn eSports tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Do thời gian có hạn, ban tổ chức buộc phải sắp xếp trùng lịch với nhiều nội dung, cụ thể như sau. Free Fire và FIFA Online 4 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 5. Liên minh huyền thoại và Liên quân Mobile, ngày 15 và ngày 16 tháng 5. PUBG Mobile, Liên minh huyền thoại tốc chiến, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5. Mobile Legend, Bang Bang và Đột kích, 21 đến 22 tháng 5. Theo thông cáo báo chí, nhóm bộ môn eSports sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, ban tổ chức SEA Games khuyến khích các địa phương đăng cai tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí. Các trường hợp có bán vé phải tuân thủ quy định của ban tổ chức. Được biết, nước chủ nhà Campuchia đã xác nhận eSports cũng sẽ có mặt tại SEA Games 32 được tổ chức vào tháng 6 năm 2023. Mới đây, Ichishiki, một cây viết của Liên minh huyền thoại chuyên cung cấp những thông tin về VCS, đã có những trải lòng trước sự im lặng của LOL eSports dù trận chung kết VCS mùa xuân đã kết thúc từ lâu. Hình ảnh của VCS dưới ánh mắt của LOL eSports không có bất kỳ lời quảng bá, thông báo nào cho trận chung kết VCS. Lịch thi đấu của VCS không hiển thị trên trang chủ của LOL eSports. Các pha highlight combat của VCS hiếm khi được đăng tải. Và giờ, không có dòng status nào chúc mừng hoặc chào mừng quay lại với MSI 2022 cho đại diện của chúng tôi, Sài Gòn Buffalo. Theo cộng đồng mạng, trang web của LOL eSports không còn cập nhật kết quả các trận đấu sau vòng bảng của VCS. Điều này khiến người hâm mộ tại Việt Nam hụt hẫng vì sự quên lãng của Riot Games sau 2 năm VCS vắng bóng các giải quốc tế. Hiện tại, phía LOL eSports đã đăng tải dòng tweet chúc mừng sự góp mặt của SGB, đại diện của VCS tại MSI năm nay. Thắng lợi 3-1 trước Top eSports giúp RNG trở thành nhà vô địch mùa xuân 2022, qua đó đại diện cho Trung Quốc tại MSI. Mục tiêu số 1 của RNG tại giải đấu lần này không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch. Đối trọng lớn nhất của đại diện Trung Quốc tại MSI chính là T1, đội tuyển vừa vô địch mùa xuân với thành tích bất bại. Màn thể hiện hủy diệt ở giải quốc nội giúp Faker cùng các đồng đội được đánh giá nhỉnh hơn RNG. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, tuyển thủ của LNG là dự đoán một thắng lợi dễ dàng cho đại diện LPL. Tôi thấy nhiều người làm hơi quá về T1, nhưng RNG rất mạnh. RNG đặc biệt mạnh ở giải mùa xuân. Và mùa xuân này, họ chính là những vị thần. Tôi tin rằng họ sẽ đánh bại được T1. Tờ Sohu cũng đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển nước nhà. Theo đó, trang báo hàng đầu Trung Quốc nhận định việc LPL áp dụng thể thức nhắm thua đã trui rèn RNG, giúp Seohu của các đồng đội trở nên mạnh mẽ hơn bởi ý chí chiến đấu kiên cường cùng các đầu lạnh vào những thời điểm quyết định.